Vâng, bây giờ tỷ số là 2-2. Chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết trong xe đấu thứ ba này. Vâng, tập trung vào thôi. Yes, no. I need food. Somebody gold pass the wood. Rồi, đi ra cho những người cầm mùa 7 này. Purple. Và Purple. Có hiệu, có voi dành cho người cầm bộ bài này. Đây là khả năng cao cái bãi quả này, quan tranh rồi. Có hiêu, có voi. Một con voi dành cho người cầm bộ lam. Và có cái bãi quả này. Và nếu mô 8 trên sân này thì khả năng cao sẽ có ăn được tình huống bãi quả này. Cầm phô. Bên kia thì IA, Apple sẽ cần nghiên thủ không được khóc rồi. Vâng, chính xác là cái tình huống này là quan tranh rồi. Phô thì khả năng cao là gỗ rồi nên nhanh thôi. Ăn tranh chăn được và tiếp tục đi dò. Ở giữa hai nhà có khoảng rất là rộng đấy, phải đi dò đi. Còn đây là TO là có con voi thứ ba đưa về. Kích bậc 72. Tốt rồi. Còn một con voi nữa. Vâng, thêm con voi nữa 7 à, rất khỏe. Trên đây là 7 hưu đôi. Tốt rồi, hy vọng sẽ cân được con bơ này. Không biết là bơ sẽ ăn bài có khỏe không. Rồi. Bơ 19% dành cho không được khóc. Chắc cũng bình thường thôi. Lượng quả đã đợi, lượng thực đã đủ rồi. Tí nữa sẽ thiết kế lông dân đi ăn sau. Vâng, bãi vàng khả năng cao là bãi vàng bên trên. Trong khi đây là máy của game thủ Văn Nhất sẽ phải quáng ô bom ở nhà 18 này. Và khả năng cao sẽ bị một tình huống mà chọc chéo sang ba con lông dân này. Vẫn sẽ đủ thôi, đây đấy. Anh nghĩ là vào trong đấy gì là tốt hơn. Quay trở lại GKMIA, đã kích đòi. Vâng, lên đời bằng Persian của game thủ không được khóc rồi.
khóc là một bài đấy ít dần và cũng lên đời tầm này thôi vì Pearl lên đời tốt bằng 941 với 23 con dần của Yamato. Mua con giò và sẽ cả là cao cân được con Persia này. Đánh hai lò ra là cân được. Vì chém một Yamato rất rẻ thôi. Lấy số lượng mà sẽ đi cái chất lượng. Bên kia khả năng cao sẽ đánh một bài hai lò. Tốt đấy. Ở tình huống nhà dân rất khéo. Con giò lên được. Quay trở lại tìm. Hay quá, ăn quả. Có quả ở đây nữa. Rất nhiều đồ ăn dành cho Tiểu ở cái tình huống này. Đây rồi, sẽ là nhà của game thủ cầm màu 4. Đâu? 8 đánh chém à? Vâng, người ta đánh chắc rồi. Báo về vâng, có con giò đây. Khung nhà dành cho người cầm 4 game thủ không được không? Giò đây thì không có giáp đâu. Có chém thủ P ra thôi. Vâng, chưa lên đời dành cho 4 này. 4 lên đời bình thường thôi. E vào, tốt thôi. Vâng, chọc xuyên. Chọc xuyên dành cho cái tổ đoàn tiêu. Có bê thủ. Đây, gặp 8, gặp 8. Đây rồi. Rồi, ít máu mà thoải mái. Có đời lạc đà sang thì phải. Đâu rồi. Có bê thủ. Mín thở bóp cò cho nó này, lồng bánh xe. Có bánh xe dành cho người cầm 18 game thủ không võ Hoàng Anh. Tốt rồi, hú đỏ đi. Tốt. Một L, một A. Hai mươi chín. Con phù bên trong kìa, con chưa chết kìa. Vào một tên đi. Ăn những bãi quả này rất khỏe dành cho người cầm Yamato. Ồ, có đá bài đâu mất. Nào một tên nó đi vòng đi xem có được không. Ô đang đánh rất chắc bài. Thủ B các kiểu. Ui. Rồi. Ăn đi, đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Tốt. Tỷ số là 2-3.